Vâng, em xưởng làm xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh của nhà em trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay thì là ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023, thì bên xưởng em lại tiếp tục review một mẫu Simson S51 dọn theo dáng Comfortman anh em nhé. Chiếc này thì được bên nhà em nhận theo đơn đặt hàng của anh trai đến từ Hà Tĩnh. Và hôm nay bên xưởng em đã lên xong cho anh ấy và chuẩn bị bàn giao về với chủ nhân của em nó trong ngày mai. Thì tất cả các xe bên nhà em lên thì rất mong anh em ủng hộ và cũng được sự yêu quý của tất cả anh em cô dì chú bác trên toàn lãnh thổ Việt Nam và cũng như các tỉnh lân cận. Thì hôm nay bên nhà em quay cái video này lên để cho anh em cùng tham khảo, cũng như anh khách của em được biết là xe đã lên xong và chuẩn bị bàn giao về cho anh ấy. Đây là một chiếc S51 và được lên theo dáng Comfort nha anh em nhé. Chiếc xe này với đăng ký là màu xanh chuẩn nên là anh em thích là màu xanh chứ không là màu trắng Comfort anh em nhé. Thì giá cả thì bên nhà em cũng sẽ tư vấn riêng cho các bác. Giá trung bình thấp nhất xe bên nhà em và những cái giá xe cao nhất lắp toàn bộ đồ đức, đồ tàu hay là đồ mới. Thì thực ra bây giờ là cái hàng tàu nó sản xuất nhiều chứ còn Đức thì khả năng không sản xuất đâu các bác nhá. Thế nên là em có đi qua chiếc xe này cho anh em biết là những cái đồ trên xe được lắp như thế nào. Con xe này thì được anh khách mua lại của một bác bán lại trên hội, thì anh đã mua về và bây giờ anh đã dọn mới và không thích để cái xe mộc. Chiếc này có biển số 20FA6181 nha các bác nhá. Đấy. Em sẽ đi chi tiết từng món trên xe và từng chi tiết đồ. Xe thì được khách nhà em mang đến xưởng làm xe Tuấn Anh bên nhà em làm. Nhà em thì chuyên Simson, MZ và Bavetta, tất cả các dòng hai thì cổ điển. Em sẽ đi nhanh chiếc xe này cho anh em. Đầu tiên là chiếc này đã lên Comfort, thì nó năm sinh của nó là năm 1989. Đèn HN1 gáo lồi nha anh em nhé. Còi thì bác chủ không có điều kiện thì chỉ chơi hai cái còi giả của Exciter. Còi hãng nha anh em nhé. Chiếc này tay còi các thứ bắt đầy đủ này. Em sẽ đi qua cái phần sơn si. Sơn thì bên bên xưởng em toàn bộ cái nước sơn này là sơn ô tô. Anh em thấy cái màu không? Khá là đẹp nhé. Tem thì em dán cái tem Comfort S51 cho bác này. Tem đạt chuẩn này. Cái khung sườn thì sơn tĩnh điện. Còn dè dúng vỏ là sơn ô tô các bác nhé. Máy móc thì bên nhà em đánh giả zin cho các bác. Anh em nhìn máy móc này, chế là chế mới, khóa xăng mới, mô bin các thứ vẫn là zin nguyên nhá, theo xe nha các bác nhá. Khóa cổ cốp đầy đủ này, đây là khóa cốp này, khóa cổ nha các bác nhá. Chiếc xe này đàm với giá rất là cao nên là tất cả các chi tiết này em làm cho các bác đều là hàng xịn hết nhá. Thụt thò thay mới, để chân thay mới, yên úng thay mới. Chiếc này thì được lắp một bộ xi nhan MZA này, đèn hậu MZA anh em nhá. Đồ Đức nha anh em nhé. Giá hàng nhập này. Tay xách này đầy đủ hết, xi mạ này. Bô là bô MZA anh em nhé. Cái tầm tiền nào thì em sẽ lắp đồ cho anh em tầm tiền đấy. Và do các bác yêu cầu thôi. Lốp lắp vành bánh được thay toàn bộ mới nhá. Tăm nan này. Đấy, từng con ốc này. Máy móc khô ráo đã làm từ A đến Z rồi. Sạch con cho các bác nhá. Đánh giả zin này. Đấy. Đồng hồ. Đồng hồ là đồng hồ công tơ mét và đồng hồ tua máy nhá các bác nhá. Comfort mà. Gương lược lắp đầy đủ cho các bác này. Thì em cũng quay tất cả các những chiếc xe của nhà em làm lên cho anh em và cũng như khách của em rồi. Em sẽ không bình luận và cũng không phán xét về bất cứ anh em nào làm xe. Mỗi anh em làm thì có một cái phong cách riêng biệt và cũng như là cái tầm tiền của anh em lên nhá. Thì với cái giá tiền thì từ thấp nhất đến cao nhất thì xưởng mỗi anh em làm. Còn bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0353 252 351 nha các bác nhé. Đấy, để cho anh em có nhu cầu đặt xe nhé. Vâng, thì nếu mà anh em có kết cái mẫu Comfort S51 này màu xanh hoặc là màu trắng, màu đỏ thì các bác liên hệ với em nhé. Tất cả các chi tiết nhà em làm đều là mới hết nha các bác nhé. Sơn là sơn tĩnh điện. Em không dọn chỗ mới chỗ cũ. Nên là anh em nhìn cái xe anh em biết cái chất lượng hoặc là cái đồ đoàn nó thế nào nhé. Đấy. Đây là một chiếc xanh này. Chuẩn bị về Hà Tĩnh. Em sẽ test cái phần điện đóm này.
Điện thì cái này em không làm khóa zin vì anh khách yêu cầu là lắp cái khóa hai nấc này nha các bác nhá. Nấc đầu tiên là đèn còi xi nhan này. Đấy. Xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này. Xi nhan phải sau này, xi nhan trái sau, đèn còi đầy đủ nhá. Còi nhấc đầy đủ nha các bác này. Đấy. Còi thì lắp hai còi nghe khá là đanh nhá. Này. Đấy. Thì giờ em đang quay thì hôm nay thời tiết hôm nay ở Hà Nam cũng khá là đẹp mát mẻ. Thì em qua phần nổ máy. Nổ máy thì anh em chỉ nhẹ chân là nổ nhá. Vì xe đã lên điện bình IC Yamaha rồi các bác nhá. Đấy, máy em đang nổ này, tiếng bô này các bác thấy không? Êm ái. Máy móc được làm lại, đóng mới hoàn toàn này. Em quay trực tiếp tiếng máy cho các bác luôn. Đấy. Bác nào nói máy này kêu. Đèn còi các thứ đầy đủ. Bật thêm nấc nữa là các bác có đèn này. Đó. Đèn đón đầy đủ nhá. Tua máy các thứ hoạt động đầy đủ này. Đó. Xe thì chạy rất là mốc nha các bác nhá. Tất cả xe bên nhà em làm đều lên điện bình IC Yamaha cho anh em hết. Em không đi điện zin. Nói thật với các bác là cái điện zin thì chỉ có một số anh em chơi được thì mới chơi điện zin. Còn không anh em mới chơi thì cứ điện IC này mà chơi. Nhẹ chân là nổ nhá. Đấy. Cứ nhẹ chân là nổ. Thì vâng, em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì tất cả anh em có nhu cầu về xe hoặc cần tham khảo về xe thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0353 252351 cũng như Zalo của em là Tuấn Anh, Anh Cúc Kinh. Thì bên nhà em có một đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn cho các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ với em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong một video tiếp theo của xưởng. Xin chào.